Chào bạn, mình là Nguyên Chọc và đây là... Không, đây là chị các bạn. Xong rồi em nói là mình là Nguyên Chọc và đây là... Mình là... em sẽ nói là Ngọc Như. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của XB Sport.vn. Các bạn thấy hôm nay ngồi trên hai cái ghế là mình sẽ có một cái chương trình chắc là nói chuyện thôi, chứ chia sẻ những gì về Ngọc Như các bạn. Trước thì mình đã có một cái video là những điều chưa biết về Nguyên Chọc rồi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về Ngọc Như của XB Sport.vn ha. Trời ơi, nghe hồi hộp quá anh. Gì đâu, em nghe hồi hộp quá thường. Giờ ơi, anh có hỏi khó gì đâu. XB Sport đang có chương trình giveaway 10 áo hàng tuần các bạn. Thế lệ chương trình là các bạn sẽ like, subscribe và comment những thắc mắc cũng giống như là những nội dung mà các bạn muốn mình làm. Tránh các comment spam sẽ không được tính nha các bạn. Mỗi cuối tuần mình sẽ có buổi livestream cũng giống như là bốc thăm và công bố kết quả ha các bạn. Các bạn nào trúng thưởng hãy để ý comment của mình nha. Tại vì tụi mình sẽ trả lời comment của các bạn ở phía dưới. Và các bạn có một tuần để liên hệ với bên mình. Đầu tiên em giới thiệu với bạn đi. Bây giờ đây là cái video clip là sẽ nói về em, cho nên là thứ nhất là em sẽ giới thiệu những cái thông tin cơ bản về em trước đi để cho mọi người nắm. Dạ thì tên đầy đủ của em là Đặng Ngọc Như. Em sinh năm 2000, nói chung là cũng 25 tuổi đó. 2000 là năm 25 à. Dạ. 25. Em cao 1m, thấp hơn 1m7 một xíu. Là nhiêu? Dạ 1m68. Phải không? Mới sao thấy nó có 1m64, 1m63 vậy? Sao người ta 1m68 mới ra đo gõ gàng luôn. Còn quê của em á là quê mấy bạn nghe cái giọng của em nói trên clip anh. Mấy bạn cứ nói trời sao cái giọng của em nó miền Tây quá. À vậy hả, đi quê em đâu? Thì dạ quê em ở Châu Đốc. Châu Đốc, An Giang. Dạ đúng rồi. Là ngay Chùa Bà đúng không? Dạ. Cho nên là mấy bạn nào có đi du lịch Chùa Bà thì nhớ lấy số liên lạc của bạn Ngọc Như để em dẫn đi chơi hả? Như giới thiệu những chỗ đi chơi, với lại anh cũng nghe đồn là nhà Ngọc Như là cũng sẽ cho thuê chỗ ở này kia ở dưới Chùa Bà, cho nên mấy bạn nào mà cần chỗ ở thì cũng có thể liên hệ Ngọc Như ha. Đó này, hẳn quảng cáo VR giùm nhà em chứ. Xin phép 30 giây quảng cáo các bạn. Hiện tại là bên mình các dòng Play Game Tour thì tặng cước bất kỳ các bạn cứ đến mua và chọn cước cao cấp nhất nha. Em chơi cầu lông từ năm bao nhiêu tuổi? Vậy em chơi năm em lớp 11 anh. Lớp 11 là cũng trễ các bạn ha, cũng không có phải là quá sớm. Thì á là lớp 11 em có một thằng bạn thân. Bạn thân của em, người con trai đúng không? Bạn thân nãy em mới nói thằng. Dạ không phải con trai anh, bạn nó không phải là con trai. Ok rồi, ok. Vậy thôi mình không bàn về giới tính nữa rồi. Thì bạn nó là học chung lớp với em luôn. Học chung lớp luôn. Mà bạn nó thuận tay trái giống em luôn. Là bạn nó chơi cầu lông. Dạ đúng rồi. Rồi bạn nó rủ em đi chơi. Dạ đúng rồi. Cho nên em chơi chung với bạn. Là em đi tập đánh cầu lông để đi chơi chung với các bạn đó. Bạn nó chỉ em chơi. Bạn nó tập cho em chơi. Lớp 11 bắt đầu mới cầm cây vợt á hả? Hè lớp 11 anh. Cây vợt đầu tiên em cầm là cây vợt gì? Em nhớ là cây vít to gì màu hồng á. Vít to hả? Mới lần đầu tiên rồi đã cầm vít to hả? Rồi đôi giày đầu tiên em mang hình như là đôi Lightning. Lightning luôn giờ ơi. Ủa đó. Nói chung là chắc là do Ngọc Như sinh năm 2000 các bạn, khác thế hệ với mình, cho nên là mình nghe những cái đồ vật mà của người mới chơi cầu lông đầu tiên mà cầm mình thấy xong rồi nó luxury quá. Thời của anh không có được cầm những cái đó, thời của anh nó là những cái thứ mà nó rẻ tiền hơn nữa. Lúc đó ba em mua. Xong rồi ba em cũng chưa biết chơi hết mà đã mua đồ lung tung rồi. Thật ra thì cái lúc đó em lựa cây vợt á với tiêu chí là cái gì? Màu hồng. Màu sắc. Màu sắc. Dạ chứ đúng rồi. Mới chơi mình không biết gì hết. Dạ đúng. Rồi là bạn em là người hướng dẫn cho em chơi. Dạ. Là bạn nó có thể chơi hay không, chơi giỏi không? Nói chung là bạn nó chơi hay. Đối với em là bạn chơi hay nha. Lớp 11 em mới bắt đầu chơi thì em có sau khi chơi á thì em cảm giác chơi cầu lông lần đầu tiên của em như thế nào, em có thấy thích thú hay đam mê hay gì đó không? Dạ thích chú. Cái lúc mà em tập luyện cái kiểu hình là em té rồi. Tập luyện nữa hả? Bạn nó chỉ mà thì bạn nó nói chung là cũng là em với bạn nó là ra sân và tập luyện với nhau luôn, tự thuê sân tập luyện với nhau luôn. À vậy là em cũng giống như là được học bài bản luôn á. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có thể là chuyên môn của bạn em nó sẽ không gọi là nó không chuẩn như cái gọi là giống như kiểu là người ta biết nhiều người ta sẽ chia sẻ. Dạ đúng rồi. Mà được cái là em thuận tay trái là sẽ hơi bị nghịch với những người bình thường. Còn bạn nó tay trái luôn. Tay trái luôn nên là chỉ em nó dễ.
Vậy là nói chung là nhà em là hình như không ai chơi, nó có mình em chơi thôi. Dạ đúng rồi. Ồ, vậy là nhà Như không phải là cái nôi của Đông nha các bạn. Chỉ có một mình mẹ Như chơi thôi. Một mình mẹ Như chơi, giờ lớp 11 mới chơi. 11 mới chơi thì 17 tuổi là 25 tuổi mới được 8 năm. Đúng không? Em đánh... Cái gì mà 8 năm dữ vậy anh? Thì lớp 11 là 17 tuổi. Hè lớp 11 thì dạ đúng rồi, cũng 17, 18 tuổi. Thì cho luôn em 18 tuổi đi thì 25 tuổi là bây giờ em đã chơi được 7 năm rồi đó. Nhưng mà em đâu có chơi xuyên suốt cái kiểu ta... nguyên bản đó đâu. Thì dĩ nhiên người ta tính từ cái thời điểm em cầm bây giờ em biết chơi. Và kể cả có những năm em nghỉ gì đó không được biết. Nhưng mà tính tới bây giờ là đã 7 năm là em đã chơi cầu lông được 7 năm. Không có ai mà chơi 7 năm mà có thể báo được nhiều hết trơn á. Vậy thì khi mà lớp 11 em chơi ha. Dạ. Em có tham gia những cái giải gì của học sinh không? Có, kiểu là thường em nhớ không làm mới là mình có giải hội bộ động. Nhưng mà 2 năm mới tổ chức một lần anh. Ủa, anh không biết ở trên thành phố thì họ tổ chức hàng năm. Dạ, còn ở quê của em là 2 năm thì trường em mới tổ chức một lần. Là em có tham gia? Dạ có. Có tham gia một cái giải lớp 12 đúng không? Dạ đúng rồi. Là em đứng với bạn em luôn. Dạ không, em lại đứng với một người khác. Ủa sao bạn? Sao kỳ vậy, sao bạn mình đứng hay mà không đứng với bạn mình? Rồi đúng rồi, có giải không? Câu chuyện anh đó cũng là một câu chuyện dài. Dạ. Thật ra là cái bạn đó rủ em chơi và mục đích bạn đó tập cho em là cái mục tiêu của hai tụi em là cái giải lớp 12 là em với bạn đó sẽ đứng chung. Đó, đã có mục tiêu giải nên mới tập luyện đàng hoàng đúng không? Dạ, kiểu là hai đứa định đánh đôi nam nữ với nhau. Tại hai tụi em cũng là chung lớp cái kiểu luôn. Nhưng mà rốt cuộc là không đánh với nhau. Là giận hờn hay gì, gần tới giải giận hờn. Dạ không, kiểu là trước khi mà tụi em thi giải tỉnh đó nè, phải thi qua cuộc thi của trường anh. Đúng rồi, phải thi qua trường chứ. Vậy trường em có đứng chung bạn không? Vậy trường thì đánh đơn anh. Ủa trường không có đánh đôi? Dạ đúng rồi, okay, đánh đơn. Để chọn em có giải không? Dạ. Tên em được giải nhất anh. Wow. Giải nhất luôn các bạn. Nhất trường luôn, nói lại cái trường gì? Trường gì? Trường Trung học phổ thông chuyên Hữu Khoa Nghĩa. Trường vậy là giải nhất trường Trung học phổ thông chuyên Hữu Khoa Nghĩa các bạn. Các bạn là học trường Hữu Khoa Nghĩa vào năm đó. Xét nghiệm nhìn mình coi là Như nó có giải nhất không nha. Chứ mình không biết. Đang có huy chương luôn đó. Thì đó thì anh tiện anh hỏi người cho xem, coi sợ nhiều khi em nói nó không đúng sự thật mới biết đường trả lời. Người ta có hình luôn đó. Rồi vậy là tính ra là tập được đúng một năm là giải nhất trường luôn. Không tới một năm anh, kiểu là em tập hè thôi mà vô là nửa năm á các bạn, tính ra là cũng có khiếu các bạn. Không tập đâu nửa anh, năm mà nhất trường em nghĩ là cũng không tới nửa hay chứ là em may mắn thôi. Thôi nói chung là nhất cái gì anh không biết, nhưng mà có nhất là được rồi, đúng không? Không cần biết là trường tỉnh quận rồi cái gì đó nó quá lớn, nhưng mà ít nhất trong cuộc đời cầu lông của mình cũng được từng một giải nhất một cái khu vực nhỏ nào đó, nó cũng là giỏi rồi, cũng phải cạnh tranh hay đấu đá rồi đó. Rồi nhất tỉnh ở lộn, không nhất trường. Nhất trường thì chắc chắn em phải đi theo tỉnh rồi. Đúng rồi. Thi tỉnh An Giang. Yeah. Theo như anh biết nha, An Giang là cái nôi của một số tay vợt mạnh phong trào Việt Nam mình cũng là nhiều lắm á nha. Cái nôi An Giang là cái nôi sản sinh ra nhiều tay vợt cầu lông đánh nước hay á. Thì em đi thi tỉnh là chắc là anh nghĩ chắc là tạch quá. Đúng không? Tại vì tập nửa năm mà đi thi tỉnh mà ngay cái tỉnh An Giang là tỉnh cũng rất là nhiều tay vợt mạnh. Em chơi không nổi. Kiểu đúng không? Nhà mấy bạn đánh mạnh quá. Nhưng mà em cũng lại may mắn. Đi thi tỉnh em đánh đơn hay em đánh đôi? Dạ em nhớ là cái lần đó em thi là hai nội dung. Một là đơn nữ. Đơn nữ. Với lại đôi nam nữ. Là có đánh với bạn em không? Em đánh với một bạn nam khác. Lý do? Thì tại vì bạn nam đó mạnh. Mạnh hơn bạn nam bạn của em không? Dạ đúng rồi. Cho nên là có nhiều kinh nghiệm, tại vì cái bạn nam đó là mạnh hơn các bạn đi chơi tập cho em. Bây giờ mình không có huy chương đúng không? Thì mình em mình người ta có huy chương đó. Em mà anh hỏi em cơ mà. Em có huy chương mà. Ủa có huy chương tỉnh luôn? Đó. À dạ, huy chương đôi nam nữ hả? Dạ. Là rụng cái đơn thôi. Cái đơn đôi là... nam nữ là hạng 3 hả? Cái đơn có thể là loại ngay vòng 1 anh. Thôi cũng không có gì bất ngờ nha các bạn. Tập nửa năm mà mình đi thi tỉnh vậy là cũng xuất sắc rồi. Rồi, đúng rồi. Em nữ thì sao? Em nữ thì bạn nam anh em của em đánh hay nên là bao em cũng nói chung là em may mắn được bạn bao. Hạng 3 hay hạng 2? Dạ hạng 3. Hạng 3 đó bạn. Thôi. Thì bạn nam có tên gì còn nhớ tên không? Bạn Minh Hiếu. Cảm ơn bạn đi đó cho mình được cái hạng 3. Ủa, anh nghe là anh biết chắc phải nhờ bạn đó em mới được hạng 3 rồi. Thôi nói vẫn chơi chứ cũng có công em góp phần trong đó. Vậy là tính ra Như nó cũng có những cái thành tích nhất định trong trong cầu lông học sinh các bạn. Đó, nói chung là có được giải tỉnh là cũng là một niềm đáng tự hào đó em. Sau cái dạng thành tích đó thì em có tiếp tục con đường chơi cầu lông không? Dạ có, lúc mà có giải thì đam mê của anh. Đúng không? Chính vì có giải nó có động lực nhiều hơn nữa các bạn. Có giải nên thành ra là chơi nhiều hơn. Thì sau này em có đi tập không hay là sau này em chỉ chơi thôi? Dạ không, sau này em chỉ chơi thôi. Sao không đi tập mà lại chơi không vậy? Thì kiểu lúc đó thì em thấy em đánh cũng tạm tạm, nói chung là em thấy em gọi là em
đánh không có hay nhưng mà gọi là em cũng biết đánh rồi. Thì lúc đó em cũng chỉ là định là đánh vui này kia thôi. Cũng không có ý gì đó quá leo quá cao đúng không? Dạ. Đánh vui. Em chỉ đi đánh bình thường thôi. Là kết thúc xong là em vào đại học là em lên Sài Gòn học rồi. Dạ đúng rồi. Rồi em tham gia những cái giải sinh viên rồi này kia đúng không? Có tham gia không? Có tham gia mấy giải sinh viên không? Dạ không luôn. Ủa sao kỳ vậy? Cho mình đang đánh giải mình cũng lên đi mình đánh mấy giải sinh viên hả? Dạ không, em không đánh giải sinh viên. Đấy là do mình không muốn tham gia hay là do là mình cảm thấy là trình độ mình không tham gia giải được? Đúng rồi. Em thấy em hơi yếu, em cảm thấy là em không đủ tự tin để mà em thi mấy cái giải sinh viên. Là thành ra là chỉ có nói chung là vẫn có chơi, vẫn có đi tham gia câu lạc bộ, đi đánh cầu này không kia rồi. Nhưng mà không tham gia giải nữa. Dạ đúng rồi. Lên Sài Gòn cái tự nhiên cái thu mình lại bị nhùng các bạn bị nhùng lên thì thấy chắc là thấy người ta đánh mạnh quá nhùng. Dạ năm nhất em còn chơi năm nhất em chơi là có nghĩa là em chơi hè lớp 11 thì coi như em tập luyện đi em không tính nè. Em chơi được năm lớp 12 xong em chơi lên đại học em chơi năm nhất rồi dần dần sang năm 2 là em đã bỏ luôn á. Ủa sao bỏ tỉ mà em đang chơi cái gì là nó vui hơn, nó thoải mái, thích thú hơn thì sao em bỏ? Đúng á, em cũng kiểu là em học nhiều á, xong rồi em cũng lười, xong rồi em nghỉ chơi. Là do em gọi là em lười em nghỉ để em đi chơi đúng không? Nói chung là kiểu đó là học nhiều quá, xong rồi cũng không có thời gian, rồi xong rồi từ đó cái ít đánh cái từ dần dần cái em không chơi nữa. Cho anh hỏi xíu là sau cây dựng Victor em xài dựng gì? Dạ, em đánh cây hiện tại của em luôn đó anh. Cây 88S này hả? Dạ đúng rồi. Tới tận bây giờ luôn, là sau cây Victor là chơi có cây này thôi. Em đánh Adjust 88S 2018 anh. Là cái lúc cây vợt mới ra là em mua. Em đã đánh cây vợt đó từ thời điểm đó tới bây giờ luôn. Cái nói chung là thời điểm đó Như nó mua thì như các bạn cũng biết là lúc đó Như nó cũng mới chơi cầu lông thôi. Cho nên là Như nó có ít kiến thức, các bạn có thể đừng bắt chước Như. Tại vì cái cây 88S mà bản đó thì nó rất cứng nha các bạn nha. Các bạn nói là nó cứng nhất trong các bản luôn á. Và nó nặng nữa. Hiện tại giờ Như đang đánh mà lâu mình cầm mình đánh mình còn thấy nặng nữa. Mình vẫn kêu nó đổi dần hoài á các bạn. Nhưng mà không hiểu sao nó vẫn thích cây vợt này lắm. Nhưng mà kiểu cây đó thì kiểu là Kỷ niệm đúng không? Kiểu là bạn em tặng cho em. Giờ kỷ niệm các bạn, giờ không thể đổi cho nên là bắt buộc phải gán kham, phải gán chơi. Anh không chơi phải. Chơi riết mà tay nó mạnh lên luôn các anh bạn. Anh ơi, không có sự mà bắt buộc ràng buộc gì ở đây nha. Thì anh đâu có bắt buộc, anh chỉ nói em kỷ niệm nên em muốn chơi cái vợt đó hoài đúng không? Không phải. Và anh thấy em chơi vợt rất là lâu rồi đó. Không phải là vì cái kỷ niệm mà em chơi đâu, tại vì không phải vì kỷ niệm. Đúng rồi. Cảm thấy sao, hợp tay hả? Dạ đúng rồi, kiểu em đánh em hợp tay với em á nên là em không muốn đổi cái khác luôn. Thực tế thì cũng không phải hợp tay đâu nha các bạn. Chẳng em đánh quen á. Mình bị một cái ảo giác là mình chơi cây gì đó nó quen rồi, mình không chịu đổi thôi. Chứ ra sao mà nó hợp được, cái cây đó nó nặng muốn chết. Ai cũng nói em sao mà em đánh cái cây vợt vậy mà sao nó vừa cứng mà vừa nặng như vậy. Nhưng mà nó nặng so với cái tay nữ của em. Mà thôi anh biết nó là phù hợp với tay em. Ok, phù hợp với tay em, được. Nhưng mà nếu mà bây giờ muốn đổi vợt thì em muốn đổi cây nào để quấn cho nó nhẹ hơn? Cây này nó nặng lắm. So với tay em thì có vẻ như nó khá nặng. Nếu mà được đổi thì cách đây vài hôm vài hôm thì em có đánh trải nghiệm cây 85D cây tour game play hay chọn gì? Em định cây play á, cây nhẹ. Quên hết cây play làm gì? Kiểu đứng núi anh. Cái đó em thấy đánh núi chuẩn bị đổi giờ nữa hả? Em đang định đổi qua cái đó. Ví dụ kiểu mà có đánh đôi nam nữ. Đúng rồi, đôi nam nữ á thì em sẽ đánh cây, em sẽ tập thêm để đánh cây vợt đó. Còn mà ví dụ đánh đôi nữ này kia thì em vẫn sẽ đánh cái cây cũ của em. Tại vì đứng ngoài sau đánh cây này ok hơn. Qua như vậy thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là Như thì không có quá trải nghiệm chơi nhiều loại vợt. Cho nên là đôi lúc các bạn cũng thông cảm trong những cái clip mà các bạn thấy Như review vợt này kia thì thật sự cảm nhận của Như nó còn rất ít các bạn. Đó thì Như chỉ có nghĩa là tham gia rồi nói cái cảm nhận thực tế của bạn thôi. Còn để mà cho lời khuyên thì như các bạn thấy Như cũng đâu có dám cho lời khuyên các bạn là sẽ chọn vợt như thế nào đâu. Đó tại vì Như không hề biết về vợt ha. Như nói chung là hiện tại thì em bắt đầu em đang làm cầu lông và chia sẻ những cái kiến thức gì đó thì em cũng nên trải nghiệm nhiều, tìm hiểu thử để mà chia sẻ với các bạn đó. Dạ nhưng mà được một cái là từ khi mà em mới BM làm á là em bắt đầu là em được trải nghiệm rất là nhiều cây vợt. Vì khi mà có cây vợt nào mới ra thì team media sẽ review á thì em cũng có đánh, em cũng có đánh trải nghiệm nhiều vợt mà. Đó là cái quá khứ chơi cầu lông của Như các bạn, đâu đó được tầm khoảng 7 năm được 2 cái giải.
được tính tới nay được hai cái giải đó, hai cái giải, giải nhất trường và giải ba tỉnh các bạn, ba tỉnh An Giang nha. Nhưng mà tính ra em đâu có chơi 7 năm đâu, vào thời học sinh người ta chơi mới có 3 năm mà. Sau này lên trên này thì coi như là chơi cũng kiểu giặt dẹo chơi kiểu nửa mùa đồ chơi không có tập mà chơi vui vui rồi thôi. Thôi nói giỡn chơi chọc Như các bạn. Câu hỏi này anh nghĩ chắc nhiều người quan tâm lắm nè, chắc các bạn sẽ muốn biết là Như nó có người yêu chưa đúng không? Mình biết nhưng mà mình không hỏi đâu, tại vì nó nói là nó không trả lời rồi. Anh bỏ qua câu đó đời tư quá. Rồi vậy thì anh chắc chắn cái điều này là mấy bạn hay hỏi em lắm, và cũng nhiều người nhắn tin cho em, đó là làm thế nào để vợ XP làm, đúng không? Sẽ có nhiều người nhắn tin hỏi em câu đó đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ em trả lời đi. Em trả lời đi, làm như thế nào để em làm cho XP hiện tại, em vào XP em làm vậy? Thì em vào XP em làm là đây nè mọi người, đây đây là cái người mà đưa em vào XP làm. Đúng rồi. Thì khai thật với các bạn ha, thì mình là người nói Như vào XP làm chủ của mình đó. Còn hôm nay là video clip của Như, cho nên là cái chuyện mà mình với Như biết nhau như thế nào thì mình sẽ để Như kể. Em kể đi. Thì em nhớ không lầm á, thì hồi năm nhất em đi đánh bảng lai. Năm nhất đúng không? Em đánh bảng lai thì em có vô tình là đánh chung nhóm với anh Bảo. Xong rồi lúc đó anh Bảo cũng đang làm một shop cầu lông, nhưng mà không phải là XB mà là một shop cầu lông khác. Xong rồi anh Bảo mới kêu qua làm. Nhưng mà em không phải là nhân viên bán hàng, lúc đó kiểu là khi nào em rảnh á thì em sẽ qua em chụp ảnh mẫu này kia, số não chơi này kia thôi. Mình có đánh cầu lông với Như và có chơi chung, thì anh em chơi chung với nhau thì Như thì nó cũng rảnh, sinh viên mà các bạn biết rồi, sinh viên thường sẽ rất rảnh thời gian, mà thời điểm đó Như nó cũng không có đi làm gì nhiều, cho nên là bên mình thì lại thiếu nhân viên, thiếu người làm, thì lúc đó mình có đề nghị thì bé nó cũng nói chung ham vui, cho nên là nó cũng hay qua shop nó chơi rồi sẵn tiện anh em chơi chơi chung với nhau từ đó, rồi nó cũng hỗ trợ, nó làm được cái gì đó nó làm đó các bạn, cho nên là mình biết Như từ đó. Thì nói chung là biết từ đó thôi, sau này mình nghỉ cái shop đó. Thì anh cũng không có gặp lại em rất là lâu rồi. Đúng không? Nó lâu luôn, em nhớ mà khoảng 2-3 năm gì đó luôn anh. Cả đó 3-4 năm gì đó, hình như 3-4 năm luôn anh. Đúng rồi, lâu. Lâu á, lâu luôn. Thì sau này các bạn, khi mà mình làm lại XP thì mình lúc đó mình làm thì mình thấy có các KOL thì nói chung là mình thấy là toàn là nam, cho nên là mình thấy bên mình thiếu nữ các bạn, thiếu một người nữ để giúp cho cái kênh nó phong phú, đa dạng hơn, cũng như là mọi người coi nó cũng đỡ nhàm chán, chứ coi mấy ông nam mà nó cũng chán luôn các bạn đó, cho nên là mình muốn tìm một bạn nữ. Thì vô tình mình nhớ tới Như, thì lúc đó mình là người đề nghị mình mời Như về làm chủ của mình các bạn. Anh mà anh có biết á, là từ lúc mà anh kia mới làm em mới bắt đầu chơi cầu lông lại luôn á. Là con Như nó cũng bỏ cầu lông các bạn, nói chung mình là người tiếp lửa lại cho nó. Thì đó các bạn, nói chung nó cũng nghỉ một thời gian dài các bạn, mới chơi lại thôi. XP có từ lúc nào thì Như mới chơi cầu lông lại lúc đó nha các bạn. Từ hồi em cái này anh hỏi, từ hồi em vô team Meda XP thì cảm nhận như nào, có ảnh hưởng như tới cuộc sống của em không? Có chứ, rất nhiều luôn á. Có vấn đề gì đâu, em nói đi, chia sẻ với các bạn đi. Thôi mình phải nói những cái mà gọi là nó thì nói sự thật thôi. Cái gì là sự thật, mình thì nói sự thật. Sự thật mà. Thì đầu tiên thì em phải nói là em rất là vui. Và em trải nghiệm được rất là nhiều thứ. Giống như là cái việc mà anh nhớ là ngày đầu tiên đi quay á, em quay có một suột một mà mấy tiếng không? Kiểu là cái đó là lần đầu tiên mà em lần đầu tiên mà kiểu là em phải tiếp xúc với máy ảnh đó anh. Đúng rồi, nói chung là lần đầu tiên hơi yếu nghề đó các bạn. Yếu nghề, nói chung là rất là yếu. Mà lúc đó kiểu em mới bê làm, em đâu quen với ai đâu. Quá nhiều người đi, cái xong cái em kiểu bị ngại, đâu có quay được đâu. Nói chung là quay ngại rất là mất thời gian các bạn, quay rất là nhiều lần. Nói chung các anh em ở đây cũng rất là vui vẻ, thông cảm, mặc dù là ra sau lưng mới chửi nha các bạn nha. Ủa có chửi mà. Nó giận thôi. Dạ thì nói chung là cũng nhờ mấy anh em trong ekip cũng hỗ trợ em hết mình, cũng nói chung là cũng gọi là chịu đựng đó, nói chung là cũng chịu đựng một thời gian. Hàng ngày của em nó có ảnh hưởng gì không? Dạ có, thì em cũng khi mà em ra ngoài thì cũng có nhiều bạn biết tới em, cũng nhiều bạn biết em trên mạng kiểu cũng vui. Nói chung là khi mà em đi ra em đánh bảng lai kiểu á, có ai nhận em rất là vui luôn. Dạ thì ngoài ra thì cũng này kia kia nọ. Có gì kia nọ? Kia nọ là gì? Ngoài ra trả lời luôn đi. Thì nói chung là mình thấy có một vấn đề này các bạn, chắc là có lẽ những ai đang nhắn tin cho Ngọc Như mà chưa được trả lời hay là gì đó thì
chắc các bạn cũng thông cảm, mình nghe nói là có rất là nhiều tin nhắn, cho nên là chắc là Ngọc Như không grab hết được. Trời ơi, nói nghe ai mà không chưa Ngọc Như chưa grab kịp gì đó thì các bạn thông cảm nha. Đó như vậy đó, cho nên là nói chung mình thấy nó cũng rất là cố gắng trả lời comment hoặc là trả lời tin nhắn của các bạn nhắn á, hàng ngày vô nó cũng nói mình rất là nhiều đó, nhưng mà mình vẫn nói rồi, thôi nói chung em cố làm được bao nhiêu thì em cố, chứ bây giờ nhiều người nhắn quá thì em trả lời được ai trả lời, chứ đâu có thể nào mà trả lời hết nha các bạn. Đó cho nên các bạn cũng thông cảm nha Ngọc Như cái chỗ đó. Em còn gì nữa không, em chia sẻ các bạn không, sau hành trình cầu lông của em thì em có gì em kết thúc em chia sẻ em nói với các bạn đi. Không, Ngọc Như nó yếu nghệ chỗ này đúng không ạ, nó sẽ hạn hán lời. Nó không còn biết nói nữa. Ok thôi, không biết nói nữa thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vậy em có người yêu chưa? Hết.